Di tiang may manuling din. Hầu cái bữa hôm qua clip cuối là được 5 phút. Bắn dễ sợ. Bắn như tên lửa. Thiệt hả? Hầu mà coi clip nó không né không dễ sợ. Bắn xạ tự nhiên ấy. Không mà coi nó mà lo nghĩ nó hấp dẫn đó. Mưa xong rồi nó hết mưa chịu mưa lại. Cái này mà lo nghĩ cái nó hơi hấp dẫn không? Kiểu như coi vừa mà cái video mà chị bỏ ra cái lý có phải nguồn kiểu nhé, cũng dạng dạng đó, có hối không chứ? Có chứ, hối thôi cái lý nó coi nhận luôn á. Ừ, cái này đâu giống coi hết nè mà lo em có hết luôn. Hồi xưa chị chưa vô đó chị cho chị nhận quá đi. Em ứng coi mà cái này là hot lắm đó, mặn gớm thiệt á, phải cái lý hứng luôn là biết cỡ mua rồi. Em không có lại cái bọc nữa đó em. Cái này lại bọc không được. Cục nó là vĩ đại nhất chứ trời. Mớ nhiều cục mà, nhiều cục trên mặt nó láng phê. Mấy người nhiều người họ vẫn bị đi mặt ấy. Họ không biết á kìa, họ không biết lấy ở đâu. Là do cái nó không có miệng bọn này. Với lại kiểu họ u lên họ cũng sợ, họ đi là hay đi bệnh viện. Chứ họ không qua mình đâu, họ sợ. Thà ai biết rõ, ai biết rõ mình lấy mấy cái nó được.
Cô này cũng lì. Có mấy cái lì, mấy cái tự lầu lên luôn. Nên mình giữ ấy. Không hết trơn mặt. Mặt nó chỉ được có hai cái thôi. Hai thôi. Ừ, cũng đâu đã ra bình thường. Trung 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 không tệ lắm, cũng không đã mấy được. Bây gọi điện ông Bi gọi điện nói là đừng có gọi điện cho ông nghe chứ gì nữa, phế võ công rồi. Đi máy thì dậy sớm thức đêm mình xúc liền xúc cái dùm nó người teo người được câm người ông gì nữa. Thì do mấy bữa đám ma bên chỗ thằng bạn ổng bạn đó thằng nó chết ung thư đó là vừa xong là ổng lấy xe là đi xong là bán luôn xe đó xong cái chở chú đốt chú đồm lâm la rồi này kia xong rồi đấy nha không đến bên nhà anh Châu. Đúng rồi. Nhà anh Châu xong rồi
Ông đám ma liên tục luôn. Ông đám ma mà ta nói, ông đi đám ma mà ta nói là trong vòng 10 ngày đó, ông xuyên suốt ra luôn đó. Nên là thành ra là ông bị đuối phải không? Dậy sớm đồ á. Sớm miết. Đám ma mà ta nói thì mà tống tiền nữa chứ. Bên kia cũng mấy triệu, bên cô Hòa cũng 2 triệu rồi. Nói chung là ôi trời, tốn toàn tiền triệu không. Mà mất sức nữa chứ. Nó mình nâu 500 đô. Chúi xa, khổ. Ông Bi cũng bỏ 2 triệu đó. Bên kia ông cũng bỏ mấy triệu đó. Bên nó tẩu. Để coi cho hết không. Trên trán cầu trên trà. Chuyện hết rồi. Nâu mình tội gì? Nâu tội hay không có tiền bao nhiêu rồi. Ở bên đó làm ăn được không biết. Ngon cô đi. Nói nè.